Kính thưa quý vị, nhìn lại năm 2023 là năm nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp thua lỗ, giảm biên chế lao động, doanh số. Nhưng cũng có những doanh nghiệp vẫn giữ vững thị trường và doanh thu, đảm bảo công ăn việc làm và lương thưởng cho người lao động. Và trong những ngày cuối năm này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của doanh nghiệp để biết họ đã làm gì để vượt khó. Chương trình với sự dẫn dắt của bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ gặp một doanh nhân cũng là thầy giáo ở trường đại học. Tôi xin giới thiệu doanh nhân Nguyễn Phúc Khoa. Anh là chủ tịch của công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản Vissan. Dạ, chào quý vị khán giả. Xin chào chị Kim Hạnh. Xin chào anh Khoa. Tôi hình dung là cái người mà chủ tịch của Vissan đó rất là trầm lặng. Khi tôi gặp anh Khoa thì tôi thấy là rất là tươi, rất là vui. Anh thấy cái công chuyện của anh nó nặng dữ không? Đối với bất kỳ doanh nhân nào khi mà thực hiện một cái sứ mệnh đối với doanh nghiệp thì phải lo cơm áo gạo tiền cho cán bộ công nhân viên. Áp lực thị trường thì chúng ta chắc chắn là không khỏi phải có những cái nét như chị nhìn nhận. Cho nên là chúng ta phải tìm thấy được cái niềm vui trong cái công việc để chúng ta truyền lại cái năng lượng tích cực cho nhân viên mình. Năm 2022 là một năm khó khăn. Bước qua 23 cũng chưa có được như là chúng ta kỳ vọng. Có những cái nghiên cứu cho rằng là sẽ còn khó cho đến 6 tháng đầu năm 2024. Từ 2022 cho tới cuối 2023 nó khó khăn như thế nào không? Chúng ta bước vào năm 2022 với một cái tâm thế là thị trường sẽ bùng nổ. Thực tiễn cho thấy rằng trong cái năm 2022 á, thì ngành tiêu dùng nhanh có sự tăng trưởng nhưng mà chỉ rơi vào một số lĩnh vực cụ thể nào đó thôi. Tôi là người là đi thị trường khá nhiều thì cái nhận định chung cho thấy rằng á, là cái sức mua, sự hồi phục thị trường nó chậm, giảm đều ở cả hai kênh, kênh GT và kênh MT. Dân số của Vissan trong năm 2022 giảm so với trước đó. Chúng tôi kết thúc năm 2023 với khả năng là sẽ bị tụt giảm doanh thu và sản lượng luôn, đâu đó nó khoảng 10%. Tôi thường hay đi siêu thị, thấy là Vissan có khá nhiều những cái sản phẩm mới mà nó hấp dẫn tôi lắm. Trộn cái ớt xiêm vào trong cái chả bì á, tôi cũng thấy cảm động. Có lẽ là cái lực lượng thị trường của mình là được chăm sóc nhiều, phải không anh Khoa? Vissan phải tìm mọi giải pháp. Cái giải pháp đầu tiên là chúng ta phải đa dạng cái mặt hàng. Chúng tôi lại phải tung ra rất nhiều sản phẩm. Tteokbokki mà sốt chua ngọt theo cái hình thức làm giống như cây xúc xích, bỏ vô xúc xích lắc, đưa ra các cái loại giò lụa, ớt xin xanh, nem chua, nem bò, chả lụa que, đáp ứng cái thị hiếu của thị trường là bây giờ người ta cần cái sự tiện dụng, đặc biệt là giới trẻ Gen Z bây giờ thì họ thích cái gì đó là phải mới, phải lạ, phải truyền tải cái thông điệp, cái câu chuyện vô trong cái sản phẩm. Trong năm vừa qua thì chúng tôi lại ra một sản phẩm Golden Tree. Chúng tôi phải cải tiến từ nguyên liệu, từ các loại sản phẩm làm sao cho thị trường đáp ứng được. Rồi bên cạnh đó là đa dạng kênh phân phối, ngoài cái kênh truyền thống, kênh hiện đại, ngoài cái trang mà của Vissan như là vissanmart.com, chúng tôi phục vụ đặt hàng trực tuyến thì chúng tôi liên kết với các sàn thương mại điện tử như là Tiki, như là Sen Đỏ, Foodie. Hình như mình có tới 100 cái căng tin ở trong các cái trường học. Cái việc xây dựng những cái căng tin này nó diễn ra như thế nào, nó công phu lắm không anh? Chúng ta có một cái đối tượng khách hàng là khách hàng tiềm năng, đó là các em học sinh, sinh viên. Chúng tôi đến làm việc với các trường học, đặt vấn đề là cho các em đi tham quan, tạo cho các em một cái ý thức, cái cách một cái đơn vị sản xuất công nghiệp, người ta sản xuất một cái sản phẩm mình sử dụng hợp vệ sinh theo quy trình công nghiệp như thế nào. Kết hợp với Hội Đồng đội Trung ương, với báo Khăn Quàng Đỏ, báo Mực Tím mới đến làm việc với các trường, lồng ghép vô chương trình là giáo dục trong cái học đường. Nào đến giờ chúng ta nghĩ Samlin thì phải đến siêu thị, nhưng mà Vissan thì bây giờ thay đổi, mình phải tiếp cận ngay cái đối tượng là mình phục vụ. Sắp tới thì chúng tôi không chỉ triển khai ở thành phố Hồ Chí Minh và triển khai ở các tỉnh. Tôi chú ý tới một cái mã số rất lý thú, 3930TM. Chúng tôi có thể tự hào về cái câu chuyện là heo thảo mộc. Con heo thì được lựa chọn, chỉ những con heo khỏe mạnh thì chúng tôi phân loại ra nuôi 4 tháng. Sau 4 tháng, tức là từ lúc mà con heo nó bắt đầu được khoảng trọng lượng 5-60kg, trong 2 tháng còn lại, tức là 6 tháng trước khi xuất chuồng, chúng tôi sẽ chuyển qua nuôi quy trình nuôi bằng thức ăn
thảo mộc. Chúng tôi đặt vấn đề này với The Hertz và chúng tôi đề nghị phối trộn các cái yếu tố thảo mộc vi lượng vào trong cái premise. Cái công trình này, công trình nghiên cứu của Đại học Nông Lâm, tỷ lệ của nó có cả quế, gừng, xả, nghệ, tiêu, tức là những cái sản phẩm mà nó tăng cái sức đề kháng cho con heo, không sử dụng vaccine và bất kỳ kháng sinh nào cho thức ăn. Thấy sự khác biệt rõ rệt, độ ngọt, mùi vị heo nó thơm hơn. Cái mã hiệu là 3930TM. Cái TM đó là cái viết tắt của chữ thảo mộc. Chế biến để mình đưa nó ra thị trường, đây cũng là một khâu rất là cạnh tranh. Hiện nay thì mình đang có những cái đầu tư gì mới cho cái khâu chế biến không anh Khoa? Cái xu hướng mà sử dụng các sản phẩm tiện lợi, tiêu dùng nhanh đang được giới trẻ, đặc biệt là giới văn phòng rất là ưa chuộng. Vì vậy mà sắp tới thì sẽ có cái danh mục sản phẩm này, Ready to Eat, tức là sản phẩm dùng liền. Trước kia thì Vitsan cũng đã sẵn đưa ra một loạt các sản phẩm là Ready to Meal, tức là mình đem về rồi có thể mở ra chế biến luôn. Một số sản phẩm với cái công nghệ mới sử dụng một số các cái nguyên liệu tự nhiên có lẽ là sẽ được Vitsan tập trung vào những năm tiếp theo. Nó gọi là protein, có thể là chúng ta sử dụng bằng protein nhân tạo, tái tạo, chứ không phải là loại đạm động vật. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là cái sản phẩm xu hướng của người tiêu dùng ở tương lai. Nguyên liệu plant-based thì tôi lại rất ngạc nhiên. Anh Khoa có thể tiết lộ một chút không? Đạm thực vật nó có giá trị, nó cái giá thành nó cao hơn rất là nhiều. Đó là cái lý do chúng ta không chinh phục được. Cái mùi vị, cái hương vị của hai cái loại đó nó gần như nó có nét tương đồng. Chúng tôi thì cũng có làm việc với các tổ chức, đặc biệt là ở châu Âu. Họ cũng nghiên cứu và họ cũng sử dụng ngay cái phòng R&D của Vitsan để nghiên cứu đưa ra các sản phẩm. Chúng tôi kỳ vọng ở cái hướng đi đó, trong cái sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, thì tôi tin rằng trong một thời gian gần tới thì cái đạm thực vật nó sẽ có cái giá thành nó tương đối, nó cạnh tranh. Thưa anh, còn thịt bò thì như thế nào anh? Bò của Vitsan là bò Úc nhập khẩu bò nguyên con và về giết mổ tại đây. Chúng tôi thì giết mổ theo quy trình giết mổ nhân đạo, được giám sát chặt chẽ của Hội Động vật Úc. Chúng tôi vinh dự được Hiệp hội Thịt bò Úc, họ hỗ trợ một chuyên gia và cả một chương trình là cải thiện trong cái khâu giết mổ, bảo quản cũng như trình bày đưa ra thị trường. Người tiêu dùng họ đón nhận, họ đánh giá là ngang ngửa và tốt như là thịt bò chúng ta nhập khẩu từ nước ngoài. Kế hoạch năm 2024 của Vitsan như thế nào? Mặc dù rằng kế hoạch này chưa được đại hội cổ đông thông qua, chúng ta chỉ nói mặt dự kiến thôi. Với cái niềm tin vững chắc vào cái việc là kinh tế chúng ta sẽ hồi phục, Vitsan xây dựng là mức tăng trưởng là 8% đều với tất cả các lĩnh vực. Anh Khoa có một cái lời chúc xuân nào cho những người khách hàng mà họ sẽ ủng hộ cái sản phẩm của mình? Nhân dịp xuân về thì xin chúc những người khách hàng thân thương của Vitsan một năm đầy hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công và luôn chọn cho mình và gia đình mình những cái sản phẩm an toàn. Chúng tôi hy vọng là Vitsan sẽ làm cho các bạn có một cái mùa xuân, có cái ngày Tết là hài lòng, sản phẩm an toàn, hiện đại, phù hợp với lại túi tiền. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn các bạn.